mình đang ở downtown có bùn rút rồi các bạn. Đây có một cái festival. Bạn mình hẹn mình ăn trưa ở đây mà tới đây còn một cái festival, không biết là festival về cái gì. Đây rất là đông người. Wow. Mình kiếm chỗ đậu xe cũng hơi mệt mỏi. Cũng may là có một chỗ đậu cái xe của pháp lực. Bạn nó xong đi bộ cái thế. Rất là đông. Rồi giờ mình đi kiếm một cái quán tên là Squid Octopus. Main Street. Wow. Rất là đông. Mà rất là ít người đeo mask. Với Tín là bây giờ là mới là ngủ dậy là đang cho tỉnh đã, sau đó anh em mà chơi rồi à, chưa uống cà phê là biết rồi, giờ chưa uống cà phê là biết tỉnh rồi, như nó là chơi giờ uống bia rồi, bây giờ tối ngon quá đồ ăn ngon quá bà ơi. Mình đang ở tiệm Sweet Octopus. Quay bên ngoài luôn. Món Mỹ và đồ Thái rất là ngon. Là rất là vui. Cái này là curry. Curry ở đây này là beef basil, còn này là cơm chiên Thái. Hôm nay có bán cái draft beer cũng rất ngon. Ngon quá, ngon quá. Bên đây, rồi mọi người vô đây. Cánh bịch hả? Đất Bắc Kinh. Beijing đất. Bắc Kinh. Beijing đất. Dịch này bắt ở dưới kênh lên á. Wow, ngon lắm. YouTube. Không có YouTube nè. Tác nghiệp, tác nghiệp. Còn cái máy này không là mở cho đi. Bên đây có khu chơi 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 cho em nè. Đi chưa? Đi chưa? Con chơi đi, con chơi đi. Bye bye. Dừng lại nha, đông lắm á. Đây là xoài lắc các bạn. Nó quẹo quá. Sống nó quẹo quá. Có quay không? Quay. Đúng không? Mình hỏi lại mình rồi. Quay bỏ. Ok. Ở đâu? Mỹ. Ở Việt Nam không? Không, không. Mỹ. Another grilled chicken instead of euro. She was an American girl. We'll be right back.
mình đã quay trở lại xe của mình. Hồi nãy mình hồn uống bia ly bia hơi cho nên là cũng hơi xỉn, cho nên phải đi một vòng để cho nó tỉnh rượu. Bây giờ mới lắm chiếc xe đi về. Okay, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.